mình sẽ hướng dẫn bạn sử dụng con Fuji Zoom Cardia Stigme 3000. Thì đầu tiên là mở cái này lên để bỏ pin vô trong máy. Máy sẽ sử dụng hai cục pin CR123A. Đây là chiều bỏ pin nè, nó sẽ có chiều âm dương gì đó. Mình sẽ bỏ y chang như vậy vô trong cái máy của mình, sau đó mình đóng lại. Rồi, cách để bật con này như thế nào? Mình bấm nút này để bật máy lên, bấm nút này để tắt máy. Khi mà mình bật máy lên thì mình có thể zoom out, zoom in bằng cái cần ở đây. Mình zoom ra, zoom vô tùy mình mong muốn. Rồi, hết chiều mình cứ zoom, thu vô thì mình cứ nhấp vô, rồi thu vô. Rồi, nhấp nhẹ, nhấp nhẹ nữa nút chụp để lấy nét. Khi mà lấy nét được thì cái đèn ở trên nó phải đứng yên là đúng nét, còn nếu nó chớp là chưa đúng nét. Nhưng mà đứng yên là đúng nét đó, và mình đóng hết lại sẽ chụp tấm, nhấp nhẹ để lấy nét. Nếu mà đèn màu xanh ở trên là chớp, có nghĩa là chưa đúng nét, còn nếu đứng yên là đúng nét, đóng hết là chụp. Rồi, khi vào những chỗ nào quá tối trong thì máy sẽ tự động đánh nhảy flash. Nếu mình đang để chức năng là auto flash. Rồi, nếu mà mình muốn tắt thì mình có thể bấm một cái nó lên thành tia sét, có nghĩa là lúc nào nó cũng đánh flash hết trong tất cả mọi trường hợp. Bấm cái nữa nó sẽ lúc nào cũng tắt flash. Cái này là bật flash trong môi trường ban đêm. Lý do mà con này mình bán rẻ là tại vì màn hình này nó hơi bị mờ mờ nhẹ nhẹ xíu, thì mình có thể nghiêng nghiêng cái máy để mình nhìn cái chức năng. Rồi auto, bật, tắt, ban đêm. Ban đêm thì quýnh mạnh hơn bình thường. Cái này là xóa mắt đỏ, bật cái có hình con mắt là xóa mắt đỏ. Rồi, ở đây là chức năng panorama, là khối khung hình của mình nó sẽ bị dẹp ra, dẹp qua đây, ở full, nó về bình thường lại. Rồi, đây là màn hình để chỉnh ngày giờ lên hình. Nếu mình không muốn in thì mình cứ bấm nút mod cho nó ra gạch là tắt. Nếu mình muốn chỉnh thì mình lấy cái tâm, mình chọn cái chữ select, nó sẽ chớp số, và mình bấm nút set để tăng số lên. Rồi, hiện tại mình đang tắt trước nha. Rồi, muốn chụp hiện giờ thì bấm cái này một cái, nó sẽ chỉ vô cái dấu này, là bấm nút chụp thì nó sẽ hiện 10 giây. Thì sau 10 giây nó sẽ tự động chụp. Gắn phim vô trong máy thì kéo nhẹ cái này xuống, mở ra, bỏ cái đầu lòi ra của cuộn phim hướng lên trên, sau đó kéo cái dây phim vô đây một đoạn như thế này ngắn thôi, sau đó đóng nắp lại, nó sẽ tự động kéo phim. Và khi nó kéo phim được nó sẽ lên số 1. Em tới xem máy ảnh đúng không? Em đổi xe đi nha, đợi chút xíu nha. Nó lên số 1 và sau đó hít về mình có thể chụp. Mình nhấp nhẹ để lấy nét, xong bấm hết là chụp. Đó, sẽ lên số từ, mình sẽ chụp đến khi nào mà nó hết phim thì nó sẽ tự động tua phim về. Một cuộn phim có 36 tấm thì nó sẽ chụp đến khi nào mà hết thì nó tự động tua thôi. Rồi, ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Mọi người chỉ cần chụp thích gì cái chụp đó, chụp đến khi nào hết thì nó tua. Máy thì bảo quản nó khô thoáng, tránh cấp xe nó quá nóng ẩm là được. Máy thì mình bảo hành trong vòng 3 tháng. Mọi người có vấn đề gì đó thì cứ hú tụi mình. Ok. Đó. Khi nó hết phim nó tự động tua. Đây là cuộn phim này có 24 tấm nè, 21 nè, 22 nè, 23 nè, 24 nè, đó nó có thể chụp đó, ví dụ như tới 25 nè là hết nè, không chụp được nữa nè, nó tự động tua về nè. Đó, mình sẽ đợi khi nó tua về hết là xong. Ok, chúc mọi người sẽ có những sắc hình đẹp với con máy này nha.